Đề chứ. Vì sao đó? Cấu trúc này thì hôm trước mình cũng học rất nhiều rồi mà. After, having, verb 1, S và verb 2. Cùng chủ ngữ nhé. Cùng chủ ngữ thì rút gọn được. Như vậy ở đây mọi người đã nhớ cấu trúc này rồi. Đây là rút gọn bằng hàng ngữ. Thì là ở đây mọi người sẽ có là be hoặc been thôi. Vấn đề là phân từ hai của nó là gì? Phân từ hai của become là gì em? Phân từ hai là quá khứ của nó là gì? Nó vẫn là đi thăm mà. Become, became, become. Đấy, tức là cái này nó lại hóa âm như thế cơ. Cho nên các bạn phải nhớ phần thứ hai. Đây là kiểm tra thầy kiến thức về phần thứ hai. Để kiểm tra luôn nhá. Nguyên à, quá khứ phần hai của pro gì em? Là grow thêm grow. À, grow. Grow, real, grown. Quá khứ phần thứ hai của rise là gì biết? Rising. Quá khứ phân từ hai của fall là gì? Thắm. Thắm nào. Mất trí nhớ. Em không biết. Uyên à, quá khứ phân hai của fall. Mất trí nhớ tập 2. Gì đây? Nào, Tuyết, quá khứ con tay của Paul. Nào, fallen. Nào, quá khứ con tay của Phil. Thắm. Felt. Rồi. À, mấy cái này là mấy cái